Alo, hello, xin chào anh em, quay trở lại với kênh Cầu Minh Hạnh ngày hôm nay. Thì cũng hơi muộn rồi, nhưng mà mình cũng cố gắng lên một video nữa cho anh em trong ngày hôm nay để anh em có thể tham khảo trước các trận đấu. Thì hôm nay mình cũng có lên cho anh em một số video ở các trận đấu vào tối hôm nay và rạng sáng ngày mai rồi. Thì video này thì mình sẽ nhận định cho anh em trận đấu diễn ra vào tối ngày mai đi. Đấy. Bởi vì ngày mai cũng có một số trận đấu. Đấy. Thì đáng chú ý có sự góp mặt của câu lạc bộ Real Madrid. Đấy. Thì mình nhận định trước cho anh em trận đấu này, bởi vì cái tâm lý anh em lúc chơi thì khi nào cũng muốn chơi những câu lạc bộ lớn. Đấy. Nhưng mà trong nhóm của mình thì những trận đấu thuộc tầm trung, những câu lạc bộ trung nhưng mà các cái kèo có thể xác suất ăn cao thì anh em vẫn có thể chơi. Đấy. Đó là chơi theo kiểu đầu tư. Còn anh em mà cứ chơi theo kiểu tìm những đội bóng lớn để mà chơi thì thực sự rất là mạo hiểm. Đấy. Thì như trận đấu tối ngày hôm qua có trận đấu của AC Milan hay trận đấu của Barca đó. Thì chắc chắn là nhiều anh em cũng đi kèo AC Milan đây là Barcelona. Đấy. Thì gần như là anh em thua bởi vì gần World Cup rồi, cho nên là chắc chắn là những câu lạc bộ lớn sẽ có những cầu thủ mà quan trọng trong đội tuyển quốc gia của họ. Đấy. Họ sẽ giữ chân rất là nhiều, họ cũng không muốn đá hết mình đâu. Bởi vì lỡ có chấn thương thì họ sẽ không thể tham dự vòng chung kết World Cup 2022 tới. Đấy. World Cup thì 4-5 năm mới có một lần, cho nên là cũng không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Đấy. Vậy nên thì mình cũng nhận định cho anh em trận đấu Real Madrid bởi vì anh em quan tâm hơn. Đấy. Thì hiện tại La Liga cũng đã trải qua được 13 vòng đấu rồi. Đấy. Thì cũng có một số đội bóng đã thi đấu vòng thứ 14 rồi. Đấy. Thì Real hiện tại đang xếp vị trí thứ hai. Sau 13 vòng đấu thì họ có 32 điểm, đang kém Barcelona đang dẫn đầu bảng tới 5 điểm. Nhưng mà Real cũng thi đấu ít hơn một trận. Đấy. Nên là trận đấu này họ gần như bắt buộc phải có 3 điểm. Đấy. Nếu như không muốn Barcelona bỏ xa khoảng cách tới 5 điểm. Đấy. Thì trận đấu này họ chỉ tiếp đón một câu lạc bộ đang đứng ở áp chót của bảng xếp hạng thôi, đó là câu lạc bộ Cadiz. Đấy. Thì mùa giải này Cadiz thì vẫn sẽ chật vật với cái việc là trụ hạng thôi. Đấy. Một đội bóng năm nào qua năm khác vẫn là trụ hạng lại La Liga thôi. Đấy. Cho nên đây là cơ hội không thể tốt hơn mà Real có thể tận dụng để có thể kiếm về 3 điểm. Ở mùa giải này thì trên sân nhà Bernabeu thì Real cũng thi đấu cũng khá là tốt. Đấy. Thì ít nhất là trong 3 trận đấu gần đây nhất thì họ có 2 chiến thắng với một trận hòa gần đây nhất trước câu lạc bộ Girona. Trận đấu mà Toni Kroos bị chiếc thẻ đỏ. Còn đối với câu lạc bộ Cadiz thì ở mùa giải này họ thi đấu trên sân khách, phong độ cũng thật sự không được tốt cho lắm. Ít nhất là trong 6 trận đấu gần đây nhất thì họ cũng chỉ có được một chiến thắng khi làm khách thôi. Đó là làm khách đến sân của Valladolid thì họ có chiến thắng với tỷ số là 1-0, còn lại là họ hòa với thua thôi. Đấy. Và đáng chú ý là Cadiz trong 2 trận đấu gần đây nhất mà thi đấu trên sân khách thì có tới 3 chiếc thẻ đỏ. Đấy. Nên anh em có thể lưu ý cái mã tài thẻ trận đấu này. Ở mùa giải trước thì khi mà hai đội gặp nhau lượt đi lượt về khá là bất ngờ. Đấy. Khi mà hai đội đều cầm Real Madrid đều bị cầm hòa cả hai lượt đi lượt về với tỷ số không đều và một đều. Đấy. Thì riêng ở trận đấu này thì với việc là không muốn để Barca bị bỏ xa khoảng cách về điểm thì chắc chắn là Real Madrid sẽ chắc chắn là quyết tâm giành 3 điểm, không để bị cầm hòa đâu. Đấy. Thì hiện tại kèo cũng cả đang khá là sớm. Đấy. Thì Real Madrid đang chấp chấp tới là 2.25. Đấy. Kèo bàn thắng là 3.25, rất là cao. Hiệp 1 thì Real cũng chấp một quả. Kèo bàn thắng hiệp 1 là 1.2 1.5. Đấy. Thì dựa vào cái dự đoán tỷ số thì hiện tại 1-0 cho Real, 2-0 cho Real cùng với là 3-0 đang là ăn thấp nhất cùng với là cái tỷ số Other. Đấy. Other đang ăn chỉ là 5.2 thôi. Thì điều này đánh giá là khả năng đây là một trận đấu bùng nổ của Real. Đấy. Và theo những đội hình dự kiến hiện tại thì trận đấu này Real Madrid sẽ thiếu vắng đi Rudiger, anh đang bị chấn thương thôi, còn lại thì có đầy đủ lực lượng trận đấu này. Toni Kroos thì đã trở lại sau cái chiếc thẻ phạt. Trong đó thì Cadiz họ đang thiếu vắng rất là nhiều cầu thủ. Tới 5 cầu thủ đang chấn thương, không thể ra sân trận đấu này.
Trong đội hình của Cardiff City thì hiện tại cũng chỉ có thủ môn số 1 của họ là có đạt cái phong độ cao nhất thôi. Đấy. Còn lại thì cũng chắc thuộc dạng bình thường thôi. Đấy. Nhất là hai cầu thủ mới trở lại sau chấn thương này, số 21, số 14. Đấy. Vừa trở lại sau chấn thương nên là phong độ cũng chưa tốt. Trong đó thì khả năng Real trận đấu này sẽ ra sân với độ là mạnh nhất của họ để ông kiếm được 3 điểm và một có thể là một chiến thắng đậm cho Real trận đấu này. Đấy. Nên là với kèo chấp là 2.25 thì mình nghĩ là Real vẫn có thể thắng kèo. Đấy. Với việc mình theo dõi của Real cũng khá lâu rồi. Đấy. Thì Real mà thường chấp với mức là 3/4 hay là 1.25 thì rất hay thua kèo thôi. Còn bằng cái chấp cao là rất đấy, mới hay thắng kèo. Đấy. Nên anh em có thể lưu ý điều đó. Đấy. Cho nên là trận đấu này theo mình thì vẫn nằm Real. Đấy. Có thể nằm Real hiệp 1 và nằm Real cả trận luôn. Đấy. Anh em có thể tin tưởng được. Còn một cái mã kèo nữa mình cũng khi lúc nãy mình cũng nhắc cho anh em rồi, đó là cái mã kèo kèo thẻ ở trận đấu này. Đấy. Thì lúc nãy mình cũng cho anh em xem là hai trận đấu gần đây nhất của Cadiz thì đều dính thẻ đỏ, có ít nhất là 3 thẻ đỏ. Hiện tại thì kèo thẻ chưa có nhưng mà đang có kèo góc thôi. Đấy. Góc thì hiện tại Real chấp góc 3.5, tài chủ góc là tại 9.5. Thì với việc dự đoán cái thế trận là nghiêng hẳn về Real. Đấy. Thì chắc chắn là Cadiz sẽ khó có thể lên bóng. Đấy. Nên là mình nghĩ là cái mã Real chấp góc mình nghĩ cũng khá hợp lý, cùng với là cái mã tài góc. Đấy. Trận đấu này đấy, anh em có thể tham khảo thêm hai cái mã kèo là Real chấp góc cùng với là mã tài góc ở trận đấu này. Đấy. Thì nếu mà có kèo thẻ thì mình nghĩ là anh em có thể tin tưởng cái mã kèo tài thẻ. Có thể kèo tài thẻ sẽ tầm tầm khoảng là 5.25 đến 5.5 ấy, cái tầm đó. Này, mình nghĩ là anh em có thể vào kèo được. Đấy. Còn tối ngày mai thì ngoài trận đấu của Real thì cũng có một số trận đấu khác của Valencia rồi là Vallecano này, Juve, Lazio cũng rất là nhiều trận đấu anh em cũng đáng để đầu tư. Đấy. Thì mình chỉ nhận định cái trận đấu có câu lạc bộ lớn để anh em quan tâm thôi. Đấy. Còn anh em đã xác định đầu tư ở môn bóng đá, môn thể thao vua này thì tốt nhất là anh em lên lựa chọn những cái mã kèo uy tín nhất, hợp lý nhất để mà đầu tư chứ không phải là cứ đánh những cái đội bóng lớn đâu. Đấy. Nên là trong nhóm bọn mình thì không chỉ là chơi trận Real mà các cái trận đấu khác anh em có cái mã kèo ngon đều đăng lên cho anh em trong nhóm để chơi. Đấy. Nên là anh em nào muốn tham gia cái nhóm bóng của bọn mình, anh em có thể liên hệ với mình qua địa chỉ Zalo và Telegram, mình để phần mô tả cũng như là phần bình luận của video mình lên cho anh em đó. Đấy. Anh em nhớ kết bạn sớm với mình. Đấy. Thì tối hôm nay có một số trận đấu thì lát nữa thì có đội hình chính thức ra sân, mình sẽ chốt kèo cho anh em trong nhóm. Còn video thì anh em nên nhớ là chỉ tham khảo. Đấy. Còn để mà nói chắc chắn thì không ai dám đảm bảo ạ. Đấy. Còn cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình trong ngày hôm nay. Đấy. Và anh em cũng đừng quên là cho mình một like và đăng ký kênh. Đấy. Để theo dõi các video mình lên trong ngày. Xin chào, hẹn gặp lại.